Ê, ảnh này em đẹp không? Không chết thằng Duy đã dám đăng cái ảnh xấu của em lên mạng. Tôi dùng cái app này để sửa cái mặt nó đi. Nhưng mà mày phải chỉnh một tự nhiên một tế, không hồi đã biết là mình sửa. Duy này nó biết không ta? Chắc không biết đâu. Ê, Duy. À, anh mới thấy tấm hình này đẹp quá. Ủa? Đẹp mà đúng không? Này mặt anh đẹp nè. Ừ, anh đẹp quá nhưng mà sao cái mặt em nó kỳ vậy? Mặt em bình thường nó như vậy á. Màu đẹp quá trời, đèn đó mà sao đẹp quá trời nè. Sao nhìn cái mặt em như con sít vậy? Sít trong kỳ băng hà. Điên à, làm gì có. Anh thấy bình thường. Đăng nhá. Thằng Hoa muốn up up đi. Nhưng mà đẹp đẹp chưa? Đẹp đẹp rồi đúng không? Ừ, đẹp rồi.